Nga phóng 41 tên lửa vào các thành phố Ukraine. Vũ khí cực nguy hiểm của Nga khiến đối thủ phải suy nghĩ trước khi làm điều dại dột. Hungary từ chối ngay lập tức khi nhận được lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ Ukraine của EU. Hải quân đánh bộ Nga lắp rocket, sắt ngầm lên xe tăng. Ngày 23 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo rằng Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn kích mới trong đêm ngày 22 tháng 1, dạng sáng ngày 23 tháng 1, phóng 41 tên lửa vào nhiều mục tiêu tại Ukraine. Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ thành công 21 quả tên lửa. Cuộc tập kích này của Nga liên quan đến việc tấn công các thành phố ở Ukraine bằng nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không dẫn đường và tên lửa không đối đất. Cảnh báo không kích đã vang lên khắp các khu vực tại Ukraine. Theo thông tin từ các quan chức Ukraine, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong các cuộc tấn công tại các tỉnh Kiev, Kharkov, Sumy và Dnipro Petrov. Các giới chức Ukraine xác nhận rằng trận tập kích này của Nga chủ yếu nhằm vào hai thành phố lớn nhất của Ukraine là Kiev và Kharkov. Trận xung đột giữa lực lượng vũ trang Ukraine và Nga ngày càng trở nên ác liệt khi các lực lượng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ nhiều tên lửa đạn đạo và hành trình của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, họ đã thành công trong việc bắn hạ 5 tên lửa đạn đạo Iskander, một tên lửa dẫn đường KH-59 cùng với toàn bộ 15 15 tên lửa hành trình KH-101, 555, 55 của Nga. Các quan chức Ukraine cũng thông báo Nga đã phóng 4 tên lửa S-300, 400 và khoảng 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M từ các tỉnh Belgorod và Voronezh. Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-22 của Nga cũng được cho là đã phóng 15 tên lửa hành trình KH-101, 555, 55 và 8 tên lửa KH-22. Ngoài ra, hai tên lửa dẫn đường KH-59 được phóng từ hai máy bay Su-34. Hậu quả của các cuộc tập kích này đã gây thiệt hại lớn tại các khu vực như xe ô tô bị cháy, các tòa nhà hư hại và các mảnh vỡ tên lửa làm hỏng công trình và phương tiện giao thông. Các quan chức Ukraine đang tiếp tục thống kê tổn thất về người và tài sản. Cũng trong ngày 23 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng Moscow đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở sản xuất quốc phòng của Ukraine và đánh trúng tất cả các mục tiêu đã đặt ra. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công này đã được thực hiện bằng tên lửa phóng từ trên không và từ mặt đất nhằm vào các cơ sở sản xuất tên lửa chất nổ và đạn dược của Ukraine. Các chuyên gia đánh giá rằng Nga đã thực hiện sự thay đổi trong chiến lược tên lửa trước đây sang một chiến lược mới có thể tạo ra những tác động nghiêm trọng hơn đối với nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Moscow đã chọn những điểm mạch quan trọng trong ngành công nghiệp vũ khí của Ukraine và các tuyến hậu cần mà Ukraine sử dụng để đưa vũ khí ra tiền tuyến. Điều này xảy ra trong bối cảnh năng lực tự sản xuất vũ khí của Kiev đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, do viện trợ quân sự từ phương Tây đang giảm sút, mặc dù vẫn tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine nhưng nga đã thực hiện thay đổi chiến lược và hướng mục tiêu tấn công. Moscow đang nhắm vào các trang thiết bị quan trọng của Ukraine, đặc biệt là các nhà máy sản xuất vũ khí hoặc vũ khí đang trên đường chuyển ra tiền tuyến. Việc này đã được nga thừa nhận rõ ràng trong tuyên bố gần đây, trong đó nêu rõ mục tiêu tấn công các cơ sở sản xuất đạn dược và máy bay không người lái tại Ukraine. Đây là những phần quan trọng trong khoảng khả năng chiến đấu của Ukraine giúp họ chống lại lực lượng nga. Chiến lược này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine khi KF tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược trong bối cảnh các đồng minh chậm trễ viện trợ quân sự. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mới đây đã thông báo rằng việc đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Sarmat vào trực chiến đấu sẽ không thay đổi chiến lược của Nga đối với Mỹ. Hàng tát trích dẫn lời ông Ryabkov cho biết việc triển khai tên lửa mới này không ảnh hưởng đến chiến lược vì nó đã tuân thủ hiệp ước New START ngay cả trước khi thỏa thuận bị đình chỉ. Ông Ryabkov giải thích việc đưa hệ thống này vào nhiệm vụ chiến đấu không làm thay đổi phương trình chiến lược. Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga có khả năng thích ứng. Thành phần lực lượng hạt nhân của Nga được điều chỉnh phù hợp với các chương trình hiện đại hóa không chỉ thông qua việc đưa vào các hệ thống mới mà còn thông qua việc ngừng hoạt động dần dần các hệ thống cũ hơn. Ông cũng khẳng định rằng không có những biến động mạnh về số lượng, đồng nghĩa với việc Nga đang thực hiện một chiến lược phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược của mình theo cách từng bước một. Samad được xem là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay do khả năng tấn công bất cứ đâu và gần như không thể bị đánh chặn. ICBM Samad hiện đang thay thế tên lửa Voevoda, tên gọi khác là Gulot. Và theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, loại vũ khí hạt nhân này sẽ làm cho các đối thủ của Moscow suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện các hành động ngu ngốc. Hiệp ước New START, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược, đặt ra các hạn chế về số lượng kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ. Thỏa thuận này quy định rằng cả Moscow và Washington có thể triển khai 700 tên lửa, tám trăm bệ phóng và một nghìn năm trăm năm mươi đầu đạn. Các quan chức nga đã lưu ý nhiều lần rằng moscow với tư cách là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm sẽ không bao giờ là nước đầu tiên khởi động các thử nghiệm hạt nhân lại. Tuy nhiên họ cũng đồng thời nhấn mạnh sẽ sẵn sàng đối mặt với mọi phản ứng tương ứng nếu cần. Khi bình luận về sức mạnh của icbm Sarmat, tạp chí military watch magazine của mỹ đã công nhận rằng khi tên lửa chiến lược này đi vào hoạt động, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ sở hữu một kho ICBM lớn và tiên tiến hàng đầu thế giới. Theo tờ báo của Mỹ, việc ngay triển khai Samad vào trực chiến tăng thêm độ mạnh cho tiềm năng quân sự của Liên bang Nga so với Mỹ. Bài báo cho biết kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ cho đến nay là kho vũ khí lâu đời nhất và kém tiên tiến nhất trên thế giới. Nó bao gồm các tên lửa Minuteman 3 được sản xuất từ những năm 1970 và hầu như không trải qua quá trình hiện đại hóa. Bài báo cũng chỉ ra rằng trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng trên thế giới không có loại tên lửa nào tương tự Samad. Tổ hợp mới này được đánh giá có những đặc tính kỹ thuật và chiến thuật vượt trội có khả năng chống lại mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Bài báo nhận định hệ thống tên lửa Samat có khả năng phá hủy một khu vực rộng lớn hơn cả Pháp hoặc bang tức giác của Mỹ. Military Watch cũng cho biết thêm rằng Moscow và quyết định cho Samat trực chiến vì sự can dự liên tục của NATO vào cuộc xung đột Ukraine hiện nay. Hiện nay, Minuteman III đóng vai trò quan trọng trong bộ bay ô tố hạt nhân của quân đội Mỹ, bao gồm tên lửa ICBM, tàu ngầm tấn công hạt nhân SSBN và máy bay ném bom chiến lược ba 30 Minuteman là một loại ICBM có thể được phóng từ hầm phòng cố định, vì đây là loại ICBM duy nhất còn tồn tại trong biên chế quân đội Mỹ, được sản xuất bởi Boeing. Minuteman 3 mang theo nhiều đầu đạn phân hướng và có khả năng dẫn đường độc lập. Minuteman 3 vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong bộ ba yếu tố hạt nhân của quân đội Mỹ trong suốt 50 năm qua. Phiên bản đầu tiên, Minuteman 1 xuất hiện vào năm 1962 chỉ có khả năng mang theo một đầu đạn thông thường. Đến năm 1965, Phiên bản nâng cấp Minuteman 2 đã có khả năng mang theo nhiều loại đầu đạn lớn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Năm 1970, Minuteman 3 ra đời, không chỉ nâng cao tầm bắn và độ chính xác mà còn có khả năng phóng từ xe cơ động. Minuteman 3 là một loại tên lửa ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn, có trọng lượng 35,3 tấn, chiều dài 18,26 m, đường kính thân 1,67 m. Nó có khả năng đạt tầm bắn 13.000 km với tốc độ 7 km trên giây. Đầu đạn của Minuteman 3 bao gồm nhiều đầu đạn nhỏ có khả năng dẫn đường độc lập. Với sức công phá của mỗi đầu đạn hạt nhân khoảng từ 170 kiloton đến 500 kiloton, hiện quân đội Mỹ sở hữu khoảng trên 1.000 đầu đạn hạt nhân được sử dụng cho loại tên lửa này. Khi Liên minh châu Âu EU kêu gọi các nước thành viên tăng cường viện trợ cho Kiev, Hungary đã ngay lập tức từ chối đóng góp vào quỹ hỗ trợ cho Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Empire của Tây Ban Nha mới đây, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu EU Josep Borrell đã thừa nhận rằng cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine không mang lại kết quả như dự kiến và quân đội Ukraine không đạt được mục tiêu nào. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Porel, sự thất bại trong chiến dịch phản công không phải là lý do để ngừng hỗ trợ của phương Tây đối với Kiev. Ông tuyên bố không đồng tình với quan điểm cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine không thể chiến thắng trước quân đội Nga, đồng thời chỉ trích những quan điểm cho rằng sự hỗ trợ từ phương Tây không thể duy trì được lâu là một sai lầm. Theo nhà ngoại giao này, thay vì ép buộc Ukraine phải hòa giải với Nga, các nước Liên minh châu Âu EU cần tăng cường đáng kể nỗ lực trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho chính phủ Kiev. Ông Borrell đề xuất rằng các quốc gia châu Âu nên tăng cường đáng kể khả năng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng và phân bổ nhiều tiền hơn cho chi tiêu quân sự. Ông lưu ý rằng cuộc chiến ở Ukraine đã chỉ ra rằng phương Tây chưa chuẩn bị cho kịch bản thời chiến mà chỉ phù hợp với thời bình. Ông Borrell cho biết chi tiêu quốc phòng của các nước EU đã tăng 40% so với năm 2014, nhưng điều này không đủ vì Moscow đã cố gắng tăng sản lượng quân sự của mình. Ông nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu cần phải chiến thắng trong cuộc đua này với Nga. Theo thông tin từ tạp chí Phố Wall ngày 22 tháng 1, chính quyền EU đang xây dựng một kế hoạch mới để phân bổ 20 tỷ euro cho Ukraine trong vòng 4 năm. Để đạt được mục tiêu này, đề xuất thành lập một quỹ đặc biệt, trong đó 6,5 tỷ euro sẽ được đầu tư từ Quỹ Hòa bình châu Âu, và trong tương lai, quỹ này sẽ được bổ sung thêm 5 tỷ euro hàng năm trong 4 năm. Từ quỹ của Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ bồi thường chi phí cho các nước thành viên trong việc mua vũ khí chung, và một phần của số tiền này sẽ được sử dụng để chi trả cho việc huấn luyện quân đội Ukraine. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên của Liên minh châu Âu đều chia sẻ quan điểm này với người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU. Gần đây, chính phủ Hungary đã tuyên bố giữ vững lập trường đối với Ukraine và từ chối đóng góp kinh phí cho quỹ hỗ trợ Kiev. Bên cạnh đó, Thủ tướng Slovakia Fico cũng cam kết phục quyết các quyết định về tư cách thành viên NATO của Ukraine. Quan điểm chính thức của Bratislava là chỉ cung cấp hỗ trợ nhân đạo độc quyền cho Ukraine. Và Thủ tướng Slovakia Fico ủng hộ việc ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Bình luận về vấn đề này, Tờ báo Tây Ban Nha Empire ngày 22 tháng 1 cho rằng, Liên minh châu Âu-EU đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính mới để hỗ trợ chính quyền Kiev. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng, chính quyền EU đã nợ các nước thành viên hơn 7 tỷ euro tiền bồi thường cho vũ khí đã cung cấp cho Ukraine, nên nhiều quốc gia trong EU không còn mặn mà lắm với lời kêu gọi mới nhất của Liên minh châu Âu. Hải quân đánh bộ Nga mới đây đã lắp đặt bệ phóng rocket sân gầm RBU-6000 dư thừa lên thân xe tăng để tập kích vị trí Ukraine trên tiền tuyến. Theo hình ảnh trong đoạn video được chia sẻ, bệ phóng rocket RBU-6000 đặt trên thân xe tăng có thể là T-80 của hai quân đánh bộ Nga đang nã đạn vào vị trí của Ukraine. Ngày 22 tháng 1, biên tập viên của Forbes là David Ace nhận định, RBU-6000 với 12 quả đạn không phải vũ khí tồi. Dù rocket này không phù hợp để tiến hành các đoàn tập kích chính xác, RBU-6000 có thể dùng để chế áp đối phương rất tốt. Lực lượng Nga từng lắp RBU-6000 lên xe tải hoặc xe kéo bánh xích đa năng MTLB và đưa ra chiến trường Ukraine từ tháng 9 năm 2023. Xe MTLB với trọng lượng 13 tấn được đánh giá là nền tảng tương đối chắc chắn để lắp đặt bệ phóng rocket. Tuy nhiên, xe tải và MTLB đều thiếu giáp bảo vệ hạng nặng khiến bệ phóng RBU-6000 di động Nga đối mặt nguy cơ lớn từ hỏa lực của Ukraine khi chúng phải áp sát tiền tuyến để tập kích mục tiêu đối phương. Với tầm bắn tối đa khoảng 5,5 km, bệ phóng RBU-6000 dễ bị tấn công bởi súng cối, súng chống tăng và máy bay không người lái có thể đánh trúng mục tiêu trong khoảng cách này. UAV cảm tử với tầm hoạt động khoảng 5 km xuất hiện ngày càng nhiều trong giao tranh giữa Nga-Ukraine. Biên tập viên AC nhận định, một UAV mang theo khoảng 0,5 kg thuốc nổ đủ sức vô hiệu hóa bệ phóng RBU-6000 đặt trên xe tải hoặc MTLB, gây ra vụ nổ thứ cấp có thể khiến kiếp lái thiệt mạng. Theo bình luận viên này, Hải quân đánh bộ Nga dường như nhận ra vấn đề và khắc phục bằng cách lắp RBU-6000 lên thân xe tăng cũ, giúp tăng đáng kể mức độ bảo vệ. Lập giáp dày từ vài chục đến vài trăm mm của xe tăng T-80 có thể bảo vệ kiếp lái trong trường hợp bệ phóng trúng đạn và bốc cháy. Với việc lắp bệ phóng RBU-6000 lên thân xe tăng, lực lượng Nga tạo ra phiên bản giá rẻ của pháo phản lực nhiệt áp TOS-1. Dòng pháo phản lực này gồm 24 ống phóng rocket nhiệt áp đặt trên thân xe tăng T-72, có thể xả hết cơ số đạn mang theo trong vòng hơn 10 giây. Ukraine nhiều lần tấn công pháo phản lực TOS-1 của Nga, đôi khi khiến tổ hợp này phát nổ dữ dội, trong một số vụ tấn công kíp lái TOS 1 của Nga vẫn sống sót bất chấp vụ nổ xảy ra nhờ thân xe có giáp dày. Theo AC, việc lắp RBU 6000 lên các bệ phóng di động cho thấy Nga đang tìm cách tận dụng mọi nguồn hỏa lực sẵn có trong kho. Bình luận viên này cho biết, họ dần dần cải tiến hệ thống này theo những hướng giúp giảm nguy hiểm cho kíp vận hành. RBU-6000 là hệ thống rocket chống tàu ngầm do Viện Nghiên cứu Công nghệ nhiệt Moscow thiết kế và phát triển, chính thức đưa vào phục vụ cho Hải quân Liên Xô từ năm 1961. Mỗi RBU-6000 trang bị tới 12 ống phóng để bắn đi những quả rocket hoặc bom diệt ngầm tạo ra mật độ hòa lực cực mạnh diệt đối thủ. Hệ thống sử dụng bom rocket RGB-60 nặng 110 kg, có đường kính 213 mm, trọng lượng của đầu đạn là 25 kg, Tốc độ chìm là 11,5m trên giây với độ sâu hoạt động hiệu quả là 500m. Một tổ hợp RBU-600 được trang bị hệ thống điều khiển bắn bao gồm bằng điều khiển, máy tính và dụng cụ truyền dữ liệu vào bệ phóng. Trên đất liền, RBU-6000 có thể hoạt động giống như một khẩu súng cối lớn, có khả năng bắn loạt. Vẫn chưa rõ hiệu quả và độ chính xác của bệ phóng RBU-6000 khi được sử dụng kết hợp với phương tiện trên mặt đất. Nhưng trong bối cảnh Ukraine đang sử dụng rộng rãi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, bệ phóng này có thể dễ bị phát hiện và tấn công từ trên cao. Theo báo sao China Morning Post SCMB, các nhà khoa học hải quân Trung Quốc đã công bố một mẫu đạn thông minh hoàn toàn mới, có khả năng tấn công chính xác mục tiêu ở tốc độ siêu thanh. Được biết, loại đạn pháo này có thể di chuyển với tốc độ mét 7, tức là gấp 7 lần tốc độ âm thanh, và có khả năng thay đổi mục tiêu theo yêu cầu thông qua hệ thống định vị vệ tinh. Theo SCMB, Mẫu đạn pháo mới này có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác dưới 15 m Mặc dù thường khó để sử dụng đạn pháo thông minh để đánh chặn các mục tiêu nhỏ như xe tăng, xe bọc thép, nhưng nó có thể được ứng dụng để tấn công các mục tiêu lớn như tàu chiến, bến cảng, căn cứ quân sự và trận địa pháo binh. SCMB cho biết, việc phát triển đạn pháo thông minh này của Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu sau khi quân đội Mỹ phát triển chương trình vũ khí tương tự. Một số thông tin cũng cho biết rằng Mỹ đã đề xuất ý tưởng về đạn pháo siêu thanh lần đầu tiên vào năm 2012, nhưng chương trình này đã dần chậm lại và cuối cùng bị hủy bỏ vào năm 2021 sau nhiều năm phát triển và thử nghiệm. Đội ngũ phát triển đạn mét 7 của Trung Quốc cũng cho biết, tùy Mỹ bắt đầu phát triển công nghệ này trước nhưng bản thân họ lại không nhận được sự hỗ trợ nào từ các nhà khoa học phương Tây. Ông Feng Junhing, thuộc Đại học Kỹ thuật Hải quân Trung Quốc, viết trên một tạp chí kỹ thuật vào tháng 11 rằng: "Chúng tôi không có tài liệu hướng dẫn, thậm chí chưa từng tiếp cận được phần giới thiệu về hệ thống đạn pháo thông minh dẫn đường của Mỹ, đặc biệt là thành phần đinh vị vệ tinh." công nghệ đạn pháo thông minh được dự kiến sẽ được sử dụng rộng rãi trong các tình huống chiến trường nhờ vào tính tiết kiệm chi phí trong sản xuất đồng thời vẫn duy trì khả năng tấn công tầm xa chính xác và có thể kết hợp với tên lửa mặc dù có nhiều lợi ích nhưng trong quá trình bắn các quả đạn có thể tạo ra một trường điện tử đáng kể có thể làm hỏng các bộ phận điện tử của hệ thống vũ khí như vi mạch hoặc anten thậm chí làm hỏng hệ thống định vị vệ tinh của chính nó tuy nhiên theo các nhà khoa học trung quốc họ đã giải quyết vấn đề này bằng cách phát triển một loại anten có khả năng chịu được tín hiệu điện tử trong khi vẫn duy trì khả năng định vị vệ tinh chính xác Hải quân Trung Quốc gần đây đã thông báo về các bước đột phá trong phát triển vũ khí, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí điện tử. Ngày 23 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong cuộc họp về viện trợ quân sự cho Ukraine. Kể từ lần bí mật nhập viện gây tranh cãi, ông Austin đã chủ trì và phát biểu khai mạc cuộc họp Ông Austin ngồi trước một bức tường trắng với vật được cho là bàn phím hệ thống an ninh ở bên trái và con dấu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở bên phải, với một lá cờ nhỏ của Mỹ và Ukraine trên đầu máy in bên cạnh. Trong buổi phát sóng trực tiếp có chút gián đoạn, ông Austin không đề cập đến sức khỏe của mình, dù nội dung này đã được chuẩn bị sẵn trong bài phát biểu, theo Reuters. Thay vào đó, vị bộ trưởng chỉ kêu gọi bổ sung hệ thống phòng không cho Ukraine. Ông dự kiến sẽ không tham gia cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ sau cuộc họp một điều đã trở thành thông lệ sau những cuộc họp như vậy. Theo Yahoo News, đây là lần đầu tiên từ khi nhóm hỗ trợ Ukraine được thành lập vào tháng 4 năm 2022, Mỹ chủ trì cuộc họp hàng tháng mà không có tiền hỗ trợ hay vũ khí để chuyển cho Ukraine. Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua ngân sách viện trợ Ukraine như Nhà Trắng đề xuất, do đó trong thời gian chờ đợi, Mỹ sẽ phải trông cậy vào các đồng minh để bù đắp khoảng trống. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Sai trước đó cho hay cuộc họp giữa khoảng 50 nước ngày 23 tháng 1 tập trung vào các nhu cầu dài hạn Lần viện trợ an ninh cuối cùng của Mỹ cho Ukraine là vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 với số vũ khí 250 triệu USD gồm đạn pháo 155 mm, tên lửa chống máy bay Stinger và các món khác. Trước đó, hôm 15 tháng 1, bác sĩ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Mỹ Walter Reed cho biết ông Lloyd Austin xuất viện sau quá trình điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Theo kế hoạch, ông Austin sẽ làm việc từ xa với quyền truy cập vào khả năng liên lạc an toàn trước khi quay trở lại lầu năm góc. Bộ trưởng Lloyd Austin nhập viện để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Trong đợt khám sàng lọc vào đầu tháng trước, sau đó người đứng đầu lầu năm góc đã thực hiện thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu hay còn được gọi là phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư vào ngày 22 tháng 12 năm 2023. Ông Lloyd Austin đã được gây mê toàn thân trước khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt sức khỏe hồi phục bình thường và về nhà vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 1, ông Austin tái nhập viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu, gây tích tụ chất lỏng trong dạ dày, ruột và lên cơn đau dữ dội. Ông ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, ICU. Theo Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia, Wintery, trong thời gian điều trị kể từ khi nhập viện vào ngày đầu năm 2024, ông Austin không rơi vào trạng thái bất tỉnh và không phải gây mê toàn thân. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được đưa vào Trung tâm Y tế Wintery vào hôm 1 tháng 1. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng chỉ công bố với công chúng hôm mùng 5 tháng 1 khi Lloyd Austin có thể tiếp tục thực hiện công việc của mình từ xa. Ba ngày sau khi ông nhập viện, Nhà Trắng mới nhận được thông tin. Sáng ngày 23 tháng 1, một trận động đất có độ lớn 7,1 vừa xảy ra tại vùng nông thôn đông dân cư ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu, trận động đất đã làm 6 người bị thương và làm hư hại, đánh sập hơn 120 căn nhà trong thời tiết lạnh giá. Trận động đất đã làm rung chuyển quận Utupan thuộc tỉnh Aksu, ngay sau 2 giờ sáng, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tầm chấn, quận Utupan được gọi là Wuxi, trong tiếng quan thoại được hầu hết người Hoa sử dụng. Trận động đất này là trận động đất mới nhất trong một loạt các sự kiện địa chấn và thiên tai tấn công các khu vực phía Tây của đất nước rộng lớn. Chính quyền khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình cho biết, trong số 6 người bị thương do động đất có 2 người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ. Ngoài ra 47 ngôi nhà bị sập, 78 ngôi nhà bị hư hại và một số công trình nông nghiệp bị sập. Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ quốc gia Trung Quốc đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy lính cứu hỏa di chuyển đến khu vực tâm chấn. Một đoạn video do người dùng mạng xã hội Weibo đăng tải cho thấy người dân mặc áo khoác mùa đông đứng bên ngoài đường. Một bức ảnh do đài CCTV đăng cho thấy bức tường nứt với nhiều mảnh vụn rơi ra. CCTV đưa tin cơ quan quản lý đường sắt Tân Cương đã tạm dừng hàng chục chuyến tàu trong khu vực và phong tỏa các đoạn đường bị ảnh hưởng. Chính quyền Aksu nói rằng trận động đất đã làm đứt các đường dây điện, nhưng nguồn điện đã nhanh chóng được khôi phục trong khu vực. Tân hóa xã tường thuật tất cả học sinh ở các khu vực bị động đất ở huyện Utupan đã được sơ tán và hiện chưa có thông tin về số người thương vong. Theo báo The Guardian, người dân ở tận các nước láng giềng là Kyrgyzstan và Kazakhstan cũng cảm nhận được trận động đất. Tại thành phố Almaty của Kazakhstan, người dân phải rời bỏ nhà cửa và chạy ra đường sau khi trận động đất khiến tường rung chuyển và đồ đạc bị dịch chuyển. Trước đó, cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết trận động đất có cường độ 7,0 độ Richter xảy ra ở dãy núi Thiền Sơn đang có hoạt động địa chấn. Cơ quan này cho biết trận động đất lớn nhất trong khu vực trong thế kỷ qua có cường độ 7,1 độ Richter và xảy ra vào năm 1978. Nhiều dư chấn đã được ghi nhận, trong đó mạnh nhất có cường độ 5,3 độ Richter.